Rồi, chúng ta đến với video đầu tiên của chúng ta về React nào. Rồi thì thực ra thì uh, chúng ta đến với React của chúng ta thì uh, nếu mà các bạn đã uh, uh, quyết định là mình sẽ tìm hiểu về React rồi thì mình nghĩ là các bạn đã có cái phần kiến thức cũng như là các bạn đã tìm hiểu xem nó là cái gì rồi thì các bạn phải quyết định là học về nó, Đấy. hoặc là ít nhất là các bạn đã biết được cái mục tiêu của mình khi mà học React xong thì mình sẽ được làm ra được cái gì rồi đúng không nhỉ? Đấy. Thì uh, ở trong cái khóa này của chúng ta thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về thằng React JS để cho nhá. Uh, và mọi người có thể theo dõi cái khóa này của chúng ta qua uh, ở đây thì có rất là nhiều nguồn nhá. Uh, đầu tiên là mọi người có thể xem nó qua cái fanpage của Son Việt Nam, OK, mọi người thể lên Google, mọi người tìm kiếm với cụm từ là Son Việt Nam nè, nhá. Ờ, và cái thứ hai đấy là up main chủ yếu là mình sẽ chia sẻ ở trên kênh YouTube đó là Son Việt Nam, nhá. Đấy. Thì đây là hai nguồn để các bạn có thể là xem được nó và cả trong group kín nữa. Đấy. Thế thôi, hai nguồn này là đủ để các bạn gọi là cập nhật rồi, <laughs> thế thôi. Đấy. Thì ở trong cái khóa này của chúng ta thì uh, đây chính là cái kế hoạch uh, cũng như là cái lộ trình của chúng ta trong cái khóa React JS. Ở đây thì mình chưa upload hết lên. Ở đây chúng ta có khoảng là 14 15 section gì đấy. Ở đây thì mình upload dần là 6 section lên thôi. Và mình sẽ tùy biến nó và mình sẽ thông báo tới mọi người qua các hình ảnh ở trên Fanpage nhá, trên Fanpage hoặc là có thể là trên uh, YouTube một video nào đấy, đúng không nhỉ? Rồi thì đấy là về nguồn mà chúng ta sẽ tìm kiếm nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái thằng nhân vật chính của chúng ta, đấy là cái thằng React. Thì cái thằng React này của chúng ta thì thực ra thì nó bây giờ nó gọi là quá nổi rồi. Nó là quá nổi và có nhiều người biết tới rồi, từ ra nhiều bạn thì nhiều bạn kể cả chưa học tới cơ nhưng vẫn biết thằng React nó để làm gì cơ. Kiểu thế, thế nên là cái việc mà video này giới thiệu về React thì thực ra nó cũng hơi thừa thực ra thì video này tên của nó đặt tên đáng nhẽ nó phải là, là là đặt tên đáng nhẽ nó phải đặt tên là uh, cần những cái gì để chuẩn bị cho việc học gì thì nó đúng hơn nhá yeah. yeah. thế rằng react này của chúng ta thì uh, nó là một framework dành cho phía ui là viết tắt của user interface đấy thì nếu mà không biết thì các bạn ở đây các bạn chỉ cần chọn vào get started này đấy thì ở đây nó ngay cái dòng đầu tiên rồi nó nói này react là một javascript Library chúng ta khẳng định luôn là React là một thư viện JavaScript và nó xây dựng cái UI lại giao diện người dùng. Đấy. Thế thôi thằng React trả lời nó là cái gì thì trả lời thế thôi thế thôi hỏi thế thôi chứ làm gì có gì đâu thằng React nó chỉ có thế thôi chứ à... và chúng ta sẽ học nó như thế nào thì ở đây thì uh, chúng ta sẽ có rất là nhiều cách cách đầu tiên là mọi người để học nó thông qua cái thằng documentation của React à, nó đầy đủ nhất thế nhưng theo nhận định của một số gọi là số đông phần lớn những người học React thì họ nói là cái documentation của thằng React thật sự là hơi khó học thật sự là hơi khó học thì uh, hơi khó thì mình mới làm mình làm series chứ không thì mình làm gì <laughs> uh, cách thứ hai là các bạn có thể là uh, tìm kiếm những cái cuốn sách về thằng React thì những cái đấy thì mọi người tìm kiếm cái từ khóa đấy là um, the best, uh, the best of uh, ebook book, uh, book. Uh, react thì đây mình nhớ là có một cái link là là là, là, là. đây top bảy các cái cuốn sách mà bạn phải uh, không phải bạn ờ uh, đúng rồi về React chuẩn rồi. Ừ, đây thì đấy là đây đây là cái link ở nó đây thì các bạn có thể xem là các bạn vào đúng cái link này bạn đọc nhá. Đấy. Nha, thì đấy là cách thứ hai còn cách thứ ba thì đấy là xem story của mình rồi. Giới thiệu làm gì nữa <laughs> nhá. Ok, thì uh, React có những cái gì thôi Cứ từng video một chúng ta tìm hiểu từng tí một Chứ là nói thì nó cũng nước đổ đầu vịt hết thôi chứ cũng chả để làm gì cả Rồi thì những cái công cụ mà chúng ta sẽ cần làm ở đây là cái gì Thì không hiểu sao mày Thằng shop light tech thì nó không không vào được mọi người ạ Đầu tiên là chúng ta sẽ cần một cái editor Thì cái editor này của chúng ta thì mọi người có thể là Chọn editor phù hợp với mình nhá Mình thì mình chọn shop light Nhưng không hiểu tại sao thằng sắp light nó không vào được mọi người ạ Để biết luôn Thôi bỏ qua đi. Còn mình khuyên mọi người dùng là mọi người mới sử dụng ấy thì mọi người sẽ sử dụng cái thằng editor là thằng Visual Studio Code này cho mình, nó hỗ trợ khá là nhiều cho React. Viết thì nó sẽ nhanh hơn cho mọi người thì mọi người có thể sử dụng nó nhé à, trong cái khóa của mình thì mình sẽ sử dụng thằng lái Text nhưng mọi người có thể dùng bất cứ một editor nào mọi người thích. Ok. Thì để mà phục vụ tối đa cho việc chúng ta sử dụng thằng React này thì mọi người cài thêm cho mình một thằng nữa đấy là Node JS nhá ở bên nền tảng Windows hay là bất cứ nền tảng nào thì cũng đều có thằng này thôi nhưng mọi người cài đặt thôi nhá cài đặt nó thì chả có gì khó khăn cả cứ vậy mà cài đặt thôi nhá ờ, cứ tải về rồi next 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 nách làm là mấy cái này thì nếu mà đã quyết định hỏng về React rồi thì mấy cái này nó là thừa thải nhá thế đây mình có thêm một cái option nữa cho mọi người về cái việc tải thêm một cái một cái software nữa, nó là có tên là CMD Thế thằng này nó là gì? Thì ra thằng này nó là một cái trình thay thế cho cái console của 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 Windows ấy thì bình thường thì chúng ta có cái thằng uh, thằng 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 uh, uh, terminal của thằng Windows thế nhưng nó xấu bỏ mẹ có mỗi màu đen màu trắng thế nên là tải thằng này về cho nó có màu mè một chút làm việc nhìn cho nó có động lực nhá Thật ra nó có rất là nhiều sự khác biệt đấy nhưng trong quá trình chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy là mình sẽ chỉ mọi người thấy những sự khác biệt giữa bọn này tất nhiên là nó là một phần mềm mới thì nó phải có một cái gì đấy nó 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 tối ưu nó tối tân hơn rồi đúng không Yeah. thì đấy là một option không dùng cũng được mà có dùng được yeah. tải về mà dùng thôi ok rồi thì đấy là những cái công cụ mà chúng ta sẽ chuẩn bị ở trong thằng react thì uh, tóm lại ở trong video này chúng ta có những cái gì cái đầu tiên đó là khái niệm của thằng react đấy là một thư viện javascript suýt dành cho cái phía người dùng uh, phía ui thì thôi đấy là khái niệm của react là gì uh, cái thứ hai đấy là chúng ta sẽ học uh, chúng ta sẽ tìm nguồn ở đâu thì đây đầu tiên là trên kênh này cái thứ hai là mọi người có thể tìm kiếm thông qua thằng Fanpay nhá. Ờ, cái thứ ba, đấy là những cái phải chuẩn bị thì những cái chuẩn bị thì đầu tiên là editor thì mọi người thích dùng cái nào dùng, cá nhân hóa của mỗi người. Ờ, cái thứ hai là Node.js với cái option 2.1 2.5 0.3. Đấy là cái console về commander nhá. Thế thôi, video này chúng ta tóm gọn lại chỉ có thế thôi. Thì ở trong video này của chúng ta chúng ta đã dừng ở đây thôi. Ở trong video sau của chúng ta chúng ta sẽ gọi là bắt đầu với một cái ví dụ đầu tiên về cái thằng React để chúng ta mường tượng xem nó là cái gì nhá và tại sao nó lại bảo là một thư viện của UI. Ok.